ba giai đoạn phát triển của tình yêu, và ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ giai đoạn đầu tiên, bởi vì mỗi một giai đoạn này sẽ đều cần một cái key code nhất định bạn cần phải giải mã để thực sự có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất từng giai đoạn và đi tới cái bước tiếp theo và tiến tới một mối quan hệ gắn kết và lâu dài. Giai đoạn đầu tiên hẹn hò, giai đoạn này tuyệt vời nhất để phát triển bản thân qua việc gặp gỡ và xác định đúng người. Thay vì mong muốn hẹn hò là để lấy chồng, thực sự hẹn hò là để chúng ta tìm hiểu và thấu đáo bản thân, cái điều mình thích, mình ghét, cái giá trị mình quan tâm và những cái điều mà thực sự không phù hợp với cả bản thân mình. Điều bạn cần ở đây sẽ là cần hiểu cách thay đổi từ bên trong để thu hút người đàn ông chất lượng hơn, thay vì là cứ lặp đi lặp lại và kiểu chỉ có đi dating rồi nhờ người mai mối, nhưng mà bên trong bạn vẫn chưa đổi mindset, bên trong bạn chưa đổi năng lượng thì đàn ông vẫn cứ như vậy mà thôi. Điều thứ hai, bạn cần sửa đổi niềm tin về bản thân và tình yêu. Điều thứ ba, học cách nhận ra giá trị của chính mình. Điều thứ tư, đối diện với những nỗi sợ mất thời gian. Thực sự hẹn hò sẽ rất là thăng hoa và thú vị khi mà bạn hiểu cái cách thức, thay vì là để cho bản thân mình trôi qua vào những buổi hẹn nhàm chán. Online dating game show chắc chắn sẽ thay đổi cái điều này của bạn. Và điều cuối cùng là xác định rõ đối tượng mình mong muốn và cái cách xác định rõ đối tượng mình mong muốn như thế nào và có thể thu hút ra làm sao. Bạn có thể học trong những lớp workshops. Hẹn hò có thể dẫn tới một cái giai đoạn xây dựng mối quan hệ rất là lâu dài. Nếu bạn quan tâm, drop số 2 ở bên dưới và chờ clip tiếp theo, mình sẽ lên bài ha.